Xin chào các bạn đã đến với chuyên mục tin hay số đầu tiên. Và trong bản tin ngày hôm nay thì mình sẽ đưa các bạn đi một vòng quanh thế giới công nghệ để xem là nó có những cái biến đổi gì trong video ngày hôm nay nhé. Mở đầu cho chuyên mục tin hay số đầu tiên, chúng ta sẽ đến với iPhone 15 series đang có cái phiên bản màu sắc mới, được cho là sẽ xuất hiện trên chiếc iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max, và cũng có thể là iPhone 15 Ultra. Nếu như ở những đời iPhone trước chúng ta có những cái phiên bản màu đặc biệt như là Midnight Green, Pacific Blue hay là Sierra Blue, và mới đây nhất đó chính là Deep Purple của 14 Pro Max, thì bây giờ thiên hạ và các chuyên gia đang đặt tên cho phiên bản màu đỏ này là Hero Dark Red. Còn mình thì cứ Việt hóa sang cho các bạn dễ hiểu, nó na ná như là màu đỏ của Iron Man ấy. Đúng, hợp lý. Bên cạnh đó thì Dynamics Island sẽ được tích hợp trên tất cả các mẫu máy iPhone 15 series, thay thế cho thiết kế tai thỏ vốn đã quá cũ kỹ rồi. Phím bấm vật lý được cho là sẽ thay thế bằng phím bấm điện dung, thế cho nên là mức giá của iPhone 15 series năm nay sẽ cao hơn so với mọi năm cực kỳ nhiều, nên anh em tích đạn từ bây giờ là vừa nhá. Chuyển đến thông tin số 2 về chiếc điện thoại Xiaomi CV phiên bản thứ 3, được cho là nhắm đến những người dùng mà có thói quen sử dụng camera để chụp ảnh, quay video. Thì năm nay nó sẽ được trang bị hiệu năng Dimensity 8200, vừa mạnh vừa mát, và được trang bị cảm biến camera selfie 50MP, sử dụng ống kính Sony IMX800. Và mẫu cảm biến này nó đã xuất hiện trên những mẫu máy flagship như Xiaomi 13 hay là Redmi K60 Pro. Những TikToker bán chuyên mà chưa biết sử dụng máy ảnh thì có thể tham khảo mẫu máy CV này, sẽ được cho ra mắt vào tháng 3 hoặc là tháng 4 năm nay nhé. Chuyển tiếp đến thông tin số 3 thì người dùng còn chưa hết sốc vì cái tốc độ sạc nhanh nhất thế giới được tích hợp trên mẫu máy Realme GT Neo 5, thì bây giờ người dùng lại phải ngỡ ngàng khi Realme rò rỉ ra một cái đoạn video clip cho thấy hãng này sẽ tích hợp Dynamics Island trên những cái mẫu máy flagship của mình. Các bạn cũng có thể thấy là cái tình trạng sạc nó được hiển thị rất hào nhoáng và xịn sò ở trên cái vùng đảo hoang này, và mình hy vọng công năng sử dụng của nó sẽ tốt hơn trên những cái mẫu máy iPhone mà người dùng hiện tại chỉ đang đánh giá nó như một công cụ marketing của Apple mà thôi. Thông tin thứ tư cũng khá là thú vị, khi mà chỉ cần lộ một cái ốc lưng thôi cũng khiến cho các fan của mì xào hình dung ra được cái cụm camera vừa to vừa tròn được tích hợp ở đằng sau mẫu máy Xiaomi 13 Ultra. Và cái thiết kế này thì chúng ta đã gặp ở trên cái phiên bản tiền nhiệm Xiaomi 12 series rồi. Tuy nhiên mình vẫn rất là hy vọng chất lượng ảnh chụp sẽ được cải thiện trên những mẫu máy flagship của Xiaomi, và bằng chứng là ở trên chiếc Xiaomi 13 đã có một cái chất lượng ảnh chụp cực kỳ tuyệt vời rồi. Còn cụ thể như nào thì các bạn hãy cùng đợi với mình nhé. Những thông tin cuối cùng của bản tin ngày hôm nay thì cứ ngỡ Black Shark đã bị phá sản rồi, thế mà bây giờ họ lại dò dỉ ra con máy gaming phone thế hệ thứ 6 của mình bằng việc trang bị cho mẫu máy này con chip Snapdragon 8 Gen 2 SoC đi kèm với cả một màn hình phẳng độ phân giải 2K. Và mẫu máy này được cho là sẽ tích hợp một cái hệ thống tản nhiệt chủ động xịn sò nhất thế giới gaming phone ở thời điểm hiện tại. Ngoài ra về mặt thiết kế thì nó còn được trang bị khung viền kim loại đi kèm với cả thân máy được làm bằng chất liệu gốm. Pin thì sẽ là 5000 và công suất sạc sẽ là 120W, cực kỳ cơ bản thôi. Và đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ với các bạn trong bản tin hay số đầu tiên ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và nhớ like, share, subscribe để ủng hộ kênh YouTube của Điện thoại Hay nhé. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin số sau.